mạn thù thất lợi lại thưa Phật. Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có thể điều phục được tâm thì sẽ sanh về cõi nào? Phật bảo. Bồ Tát mạn thù thất lợi. Thiện Nam Tử, nếu Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có thể điều phục được tâm, hoặc sanh lên cõi trời, hoặc sanh trong loài người. Nếu sanh lên cõi trời thì làm đế thích, hoặc làm phạm vương, là chủ cõi kham nhẫn. Nếu sanh vào loài người sẽ làm vua chuyển luân, hoặc làm các vua khác, hoặc làm trường giả, cư sĩ. Sanh lên trời hay người cũng thường được gặp Phật. Đại Bồ Tát này hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, có thể điều phục tâm sẽ sanh vào cảnh giới như vậy. Bạn thủ thất lợi lại thưa Phật, Bạch Thế Tôn tránh tín đưa đến Pháp nào? Phật bảo Bồ Tát bạn thủ thất lợi tránh tín dẫn đến bạn hiền chân thật. Bạch Thế Tôn đa văn đưa đến Pháp nào? Phật dạy, đa văn dẫn đến trí tuệ vi diệu. Bạch Thế Tôn bố thí đưa đến Pháp nào? Phật dạy, bố thí dẫn đến phước lớn bạch thế tôn tịnh giới đưa đến pháp nào phật dạy tịnh giới dẫn đến cảnh giới lành bạch thế tôn an nhẫn đưa đến pháp nào phật dạy an nhẫn dẫn đến sự dung nạp tất cả hữu tình bạch thế tôn tinh tấn đưa đến pháp nào phật dạy tinh tấn dẫn đến sự thành tựu tất cả phật pháp bạch thế tôn tịnh lự đưa đến pháp nào phật dạy tịnh lự dẫn đến sự xa lìa tất cả tán vạn, dao động bạch thế tôn bát nhã đưa đến pháp nào phật dạy bát nhã dẫn đến sự xa lìa tất cả phiền não bạch thế tôn nghe pháp đưa đến pháp nào phật dạy nghe pháp dẫn đến sự xa lìa tất cả lưới nghi bạch thế tôn hỏi đúng đưa đến pháp nào phật dạy hỏi đúng dẫn đến trí tuệ vi diệu quyết định đối với các pháp Bạch Thế Tôn, ở yên tịnh đưa đến Pháp nào? Phật dạy, ở yên tịnh dẫn đến định thù thắng và các thần thông. Bạch Thế Tôn, tu đúng đắn đưa đến Pháp nào? Phật dạy, tu đúng dẫn đến tránh đạo. Bạch Thế Tôn, tiếng vô thường đưa đến Pháp nào? Phật dạy, tiếng vô thường dẫn đến sự không nắm bắt đối với cảnh. Bạch Thế Tôn, tiếng khổ đưa đến Pháp nào? Phật dạy, tiếng khổ dẫn đến sự vô sanh. Bạch Thế Tôn tiếng vô ngã đưa đến pháp nào? Phật dạy tiếng vô ngã dẫn đến sự diệt trừ, chấp ngã và ngã sò. Bạch Thế Tôn tiếng không đưa đến pháp nào? Phật dạy tiếng không dẫn đến sự tịch tĩnh. Bạch Thế Tôn tránh niệm đưa đến pháp nào? Phật dạy tránh niệm dẫn đến thánh kiến. Bạch Thế Tôn, thân tâm xa lìa đưa đến pháp nào? Phật dạy: thân tâm xa lìa dẫn đến tất cả thần thông diệu tịnh. Bạch Thế Tôn, thánh đạo đưa đến pháp nào? Phật dạy: thánh đạo dẫn đến thánh quả. Bạch Thế Tôn, thắng giải đưa đến pháp nào? Phật dạy: thắng giải dẫn đến sự thành tựu tất cả giải thoát. Bạch Thế Tôn, đức Phật ra đời đưa đến pháp nào? Phật dạy: Phật ra đời dẫn đến tất cả pháp vần Bồ Đề. Bây giờ tôi thắng ở trước Phật thưa Bạch Thế Tôn thế nào là Phật ra đời? Phật dạy tối thắng như phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn thế nào là phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Phật dạy như phát sanh đại bi. Bạch Thế Tôn sanh đại bi là thế nào? Phật dạy chẳng bỏ tất cả hữu tình. Bạch Thế Tôn chẳng bỏ tất cả hữu tình là sao? Phật dạy phải giống như chẳng bỏ tam bảo bạch thế tôn ai có thể không bỏ tam bảo phật dạy tất cả những người không có phiền não tối thắng liền bạch phật bạch thế tôn thật kỳ lạ bạch thiện thệ thật hy hữu chư phật kín đáo thâm sâu màu nhiệm tuy nói pháp không không sanh không diệt xưa nay vắng lặng nhưng chẳng phá hoại nghiệp quả thiện ác xa lìa đoạn thường bạch thế tôn có trường hợp nào mà những hữu tình nghe pháp này chẳng kính tin lại sanh tâm hủy báng không Phật dạy cũng có. Bạch Thế Tôn hữu tình này do đời quá khứ tu hành thiện nghiệp nên được thọ thân người, nhưng do gần gũi bạn ác nên đối với giáo pháp thâm sâu không thể kính tin, lại sanh hủy báng thì làm uổng phí nghiệp thiện quá khứ. Ân đức của chư Phật thật là sâu nặng. Giả sử có đem máu thịt của mình cúng dường chư Phật cũng chẳng đền đáp được. Nhớ ơn Phật nên ngày nay chúng ta tăng trưởng căn lành, được phát lạc lớn, trụ đại tự tại, trời người cung kính bạch thế tôn các đại bồ tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu nên biết ơn phật thân gần bạn lành phải tu hạnh của phật chứng quả bồ đề của phật khi nói pháp này trong chúng có hai vạn năm ngàn bồ tát đắc vô sanh nhẫn 4 vạn năm ngàn chúng trời người đều phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề một vạn hai ngàn chúng thiên tử xa lìa trần cấu sanh pháp nhãn thanh tịnh